Chào mừng tất cả các bạn đang đến với Trò Chuyện Với Tương Lai. Ngày hôm nay, Tiến rất hân hạnh khi có mặt ở đây cùng với Tiến là một cô em gái, một nữ ca sĩ có thể gọi là tăng động nhất nhì showbiz Việt. Nữ ca sĩ Chương Thảo Nhi. Lần đầu tiên là có một người đặt cho em biệt danh là tăng động nhất nhì showbiz đó. Đó là cảm nhận của anh về em vậy đó. À, là cảm nhận của anh hả? Chứ thật ra em cảm nhận em là một người rất là sâu sắc luôn á. Tôi biết cái chút, tôi biết quá nhiều thứ. Nhưng mà cuối cùng cái giá trị cốt lõi của tôi là gì? Vậy thì em tạo ra khái niệm của nó đi. Tại vì em không có tạo ra cái cục đó để cho mọi người có cái để mọi người nắm vô. Đó là cái chị đang làm. Tạo ra ý nghĩa của nó, tạo ra cái khái niệm của cái đa màu sắc là gì. Kể cả cái việc là cái màu sắc của mình không nổi bật và bị lẫn vào số đông thì nó vẫn là một màu. Chứ không ai không có màu cả. Anh có màu sắc gì? Màu hiền lành, dễ thương, thân thiện.